Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình quay trở lại đây với các bạn để giới thiệu một sản phẩm tiếp theo. Ở video lần trước là mình giới thiệu cũng sản phẩm máy in mã vạch của hãng Zebra. Sản phẩm lần trước là có model là GT800. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một con máy in cũng của hãng Zebra, có kích thước nhỏ gọn hơn, phù hợp với lại các shop quần áo mà có sử dụng lượng in không nhiều, thì có giá cả và giá thành cũng như là thấp hơn. Thì sản phẩm này có mã model là GC420T cũng của hãng Zebra. Hiện tại Tân Phát đang phân phối độc quyền sản phẩm này tại hãng. Các bạn có thể tham khảo giá trực tiếp trên website www.tânphát.com.vn hoặc là đến showroom 430 Xã Đàn hoặc 82 Tô Hiến Thành để trải nghiệm trực tiếp sản phẩm. Bây giờ thì mình sẽ khui hộp cái sản phẩm này để review cho các bạn. Sản phẩm hoàn thiện ấy, bên mình cung cấp ấy, thì sẽ có là một sách hướng dẫn sử dụng này. Ở đây có lõi giấy này, có adapter nguồn này. Các bạn có thể sử dụng điện 220V. Ở đây có một dây nguồn này, đây là dây đầu phích cắm nguồn, thì sẽ có 3 chân. Ở đây thêm một loại giấy nữa. Và đây là máy. Như đây bên trong còn có một đĩa driver cài máy in. Máy này thì có kích thước nhỏ gọn hơn đàn anh của nó là GT800. Đây là bên trong của máy này. Máy này thì chỉ có một độ phân giải duy nhất, đó là 203 dpi thôi. Máy này thì cực kỳ là dễ sử dụng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp giấy mực cho máy này nhé. Trước tiên đây sẽ là cuộn mực của máy này, nó sẽ nhỏ hơn cuộn mực này. Cuộn mực này thì có lõi to hơn, thì cuộn mực này chỉ phù hợp với các dòng máy to như là GT800 thôi. Còn cái dòng 420 này thì chỉ sử dụng cuộn mực này thôi, nó sẽ có kích thước bé hơn. Cũng giống như các dòng sản phẩm trước thì cách lắp mực nó cũng tương tự thôi. Ở đây nó có hai cái trục mực này, một trục là mực dùng, một trục mực là trục mực thải. Thì các bạn sẽ lắp theo cái chiều hướng như thế này, nghĩa là cái dây mực sẽ đi dưới, đi bên trong cái khe này. Lắp cái này thì nó nhẹ nhàng và nó dễ hơn lắp cái trục mực to của GT500. Nói chung là các sản phẩm đều dễ sử dụng. Cũng quấn từ dưới lên các bạn nhé. Các bạn can làm sao để cho cái mực này mình nó một cách thẳng nhất có thể. Đây là cái lõi xanh này, mình quấn theo nó, quấn lên làm sao cho nó phẳng là được. Tiếp theo là cách lắp giấy này. Đây là cuộn giấy Intem, hiện tại có rất là nhiều kích thước, các bạn có thể đặt tùy theo ý các bạn, theo các sản phẩm mà bên mình sử dụng, cửa hàng các bạn sử dụng. Lắp giấy cũng giống như cái máy GT800 lần trước thôi, thì nó sẽ có cái tay gạt ở đây, mình sẽ cầm mình gạt ra, mình đưa chút giấy vào, cố định ở đây, hai đầu. Tiếp theo đó thì mình đưa cái giấy ra, hơi trồi ra ngoài một chút như thế này. Cái nút xoay ở đây nhé, các bạn xoay làm sao nó phù hợp với cái kích thước con tem mình là được. Nghĩa là đây chỉ là hai cái miếng nhựa để nó giữ cho con tem nó đi ra một cách thẳng hàng thôi mà. Đây này, các bạn xoay nó rộng ra cho những con tem có kích thước to, và các bạn cho nó nhỏ lại, thu nó nhỏ lại với những cái con tem, các cái giấy dây nó có kích thước bé. Các bạn đã để thừa ra một chút như thế này,
Khi đẩy lại thì ở đây có một cái lẫy này, một phần mũi tên này, các bạn đẩy tay ra thì máy nó tự động hạ xuống. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn và hướng dẫn các bạn cách fit giấy. Sau khi các bạn lắp giấy mực xong cho con máy in GC420T rồi thì các bạn fit giấy, sau đó các bạn cắm điện vào cũng như là kết nối nguồn và USB đến máy tính. Sau đó thì các bạn cài driver của máy in, thì cái file cài đây mình đang để ở ngay phía dưới của cái link video này, thì các bạn phải tải về. Kích đúp vào file thì sau đó các bạn đồng ý với điều khoản của hãng. Rồi các bạn chỉ các bước rất đơn giản thôi. Cài cái này thì nó cũng nhanh thôi, nó cũng giống như gần giống như tương tự cài cái máy in GT800. Đây là bắt đầu chỉnh cài đặt này. Ở đây nó sẽ dò tìm cái USB khi bạn cắm vào thì nó nhận diện luôn máy ở đây. Ở đây đang chọn là cổng USB 1 này. Ở đây tên máy thì các bạn để theo ý mình cũng được. Ở đây mình để mặc định. Còn nếu như bạn muốn share máy in cho các máy khác cùng sử dụng thì các bạn share máy ở đây. Ở đây thì mình còn không share. Bắt đầu chọn cài đặt này. Như vậy là xong. Bây giờ mình thử vào cái phần device xem nó thấy máy hiện lên chưa, và mình thử in test ở trên hệ thống. Đây máy đã có ở đây rồi. Cổng IP lúc nãy, USB lúc nãy mình chọn là cổng 1. Còn đây nó cũng đang là cổng 1 đây. Máy đây. Mình in test cho các bạn xem. Như vậy là đã in test thành công. Bây giờ mình sẽ in thử từ phần mềm ra. Sau khi cài đặt xong driver thì bây giờ mình sẽ in thử từ phần mềm ra. Ở đây thì mình đã có sẵn một con tem mẫu rồi. Bây giờ mình sẽ in thử con tem này trực tiếp luôn. Sometimes I believe, at times I'm wishing on. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing on. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.